Hello, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với tập 14 trong series hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo các bạn nha. Còn cái series Roto thì mình vẫn đang cày cuốc mệt nghỉ luôn. Và cứ khi nào mà có cái mẹo mới hoặc là những sự kiện hay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở video dài hơn nha. Còn những cái mẹo ngắn ngắn này thì mình sẽ chỉ chia sẻ trong video khoảng 3-4 phút thôi. Và trong video này thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm thế nào để có nhận được 232 cái linh ngọc trong một ngày mà hoàn toàn miễn phí, không cần phải làm gì nha các bạn. À, thực ra là phải có làm một tí đấy. Bởi vì là nhiều bạn tân thủ thì không để ý đến cái tính năng bang hội. Và các bạn chỉ vào đây gọi là mua ở trong cái phần tiệm bang này thôi. Nhưng mà phần tiệm bang này chỉ là một cái gì đấy rất nhỏ thôi. Chúng ta có thể mua đào, có thể mua bình thủy. Nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó chính là ở trong cái phần trả giá nha các bạn ơi. Ở trong phần trả giá này thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy là cái giá gốc của nó là 2888. Mà bây giờ giá của nó sau khi trả giá thì nó đang là 232, thậm chí còn âm 232 đúng không? Thì cái số lượng khi mà âm như thế này ấy, tức là mình ấn vào mình sẽ nhận được 232 linh ngọc cộng với cả 5 bình tịnh bình thủy. Đấy, thêm đá này, thêm vật phẩm này thì cúi bắp thôi. Ở đây mình chỉ nhìn thấy một cái ngựa linh thạch này là ngon. Đấy thì mấy cái vật phẩm này mặc dù nó hơi cùi nhưng nó bán giá rất là chát. Nhưng với sự đồng đội hiệp lực của tất cả các thành viên ở trong bang thì các bạn tân thủ lưu ý là phải biết trả giá nha. Thì cái con bé này này, nó cứ vác cái cần điếu tẩu này ra đây. Và đâu đó bao nhiêu tiếng đồng hồ nhỉ, mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà cứ hết thời gian này là mình hoàn toàn có thể trả giá được. Mỗi ngày trả giá một lần mà các bạn. Thì các bạn chịu khó vào đây trả giá nha. Những ai mà trả giá thì mới có thể là ấn mua. Và trong trường hợp mà các bạn không trả giá thì chắc chắn là không thể nào mà mua được đâu các bạn ơi. Mặc dù là nó đây là âm 232 nhưng các bạn không ấn trả giá đây nha thì nó sẽ không hiện nút mua ở đây. Thì mình cũng đã mua và nhận được 232 linh ngọc rất là ngon lành cành đào. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta ấn trả giá thì chúng ta chả mất một tí linh ngọc nào cả. Các bạn nhìn thấy số linh ngọc hiện ở đây nhưng các bạn không hề mất một tí nào, nên là các bạn cứ yên tâm nha. Chúng ta sẽ nhận được lại kha khá đấy. Thì tất nhiên là nó sẽ tùy thuộc vào bang của các bạn có đông người trả giá hay không, hoặc là cái hên xui nữa các bạn, tức là ấn trả giá thì nó sẽ ra một con số ngẫu nhiên mà. Có thể đây sẽ là khoảng 150, 190, cũng có thể là âm 232, cũng thậm chí là âm 250 rồi đến âm 300. Thì bang của các bạn càng nhiều người trả giá thì càng ngon lành cành đào nha. Thì đấy là cái để cách cho chúng ta có thể nhận được thêm những cái linh ngọc cực kỳ là ngon lành cành đào. Và với cái số lượng linh ngọc đấy mà chúng ta tích lũy lại thì chắc chắn là sau này sẽ có những cái sự kiện để tiêu linh ngọc nha các bạn ơi. Nên là các bạn yên tâm, chứ đừng lo là sau này không có cái gì tiêu linh ngọc nha. Nhiều cái thì tiêu lắm. Nhân tiện nói đến cái linh ngọc này ấy, thì mình khuyên các bạn đó chính là nên mua gì ở trong chợ. Thì ở trong chợ này các bạn hoàn toàn là có thể mua cái đá ngũ sắc đối với những bạn nào mà ít nạp hoặc là cày chay nha các bạn ơi. Bởi vì cái đá ngũ sắc này mình thấy là cực kỳ khó kiếm luôn. Và nó chỉ kiếm được khi mà chúng ta đi đánh đấu pháp được tầng cao. Và quà bạn xếp hạng thì phải là quà tuần cơ, tức là mỗi một tuần chúng ta chỉ nhận được một lần duy nhất mà thôi. Và trong trường hợp thì giỏi lắm các bạn đứng ở top, nếu như mà cày chay nha, mình đã nói các bạn cày chay nha, mà chơi chuẩn bài thì có thể nằm ở trong top 50. Còn nếu không thì các bạn nằm ngoài top 50 là 51 đến 500 thì các bạn sẽ chỉ được có 15 cái đá ngũ sắc này mà thôi. Tức là 2 tuần thì các bạn mới có thể là nâng cấp được một phát lên tầm bậc 3. Và phải tầm 1 tháng thì các bạn mới có thể lên được bậc 4 nha. Đấy, thì nếu như mà các bạn không mua tích lũy ở đây. Đấy, mỗi một ngày được 2 cái thì cũng 2 tuần là các bạn đã có 30 đá rồi. Tức là bình thường các bạn mới mất 1 tháng là lên được bậc 4 hoặc bậc 5. Nhưng với các bạn tích lũy tiêu 480 cái linh ngọc đấy mỗi ngày thì các bạn có thể là sở hữu được trong vòng 2 tuần. Đấy, nó là như vậy nha. Thì cái thuộc tính kháng đây về sau nó rất là quan trọng. Với cái bậc 4 này mình đã có kháng 76,8%. Đó, ngon lành chưa? Còn ở trong cái phần khiêu chiến yêu vương này thì mình khuyên các bạn là nên khiêu chiến khoảng 3-4 lần thôi, nếu như các bạn là tân thủ cày chay nha. Còn những bạn nào nạp giống như mình đây thì cứ yên tâm mà mua mất chúng mình nhờ. Mình đã mua 8 lần rồi nên này. Đó, thế ngày hôm nay chỉ có một mẹo nhỏ nhỏ như vậy thôi. Chúc các bạn chơi game vui vẻ và có thể ấn vào cái danh sách phát hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo trên màn hình để có thể xem thêm nhiều video mới hơn hướng dẫn cho các bạn mới chơi nha. Và bây giờ thì